Đây là các loại con bọ nhỏ, bạn xem này. Cái kích thước của nó là 6 cm, nặng 60 g, chất liệu nhựa cao cấp và đầu đinh inox. Công dụng của nó là chà trên vùng mặt, đầu, trán, vai, tay, lưng, bụng, đầu gối, kích thích khí huyết mạnh và làm nóng người nhanh, trị đau đầu gối và các khớp. Thì cái con bọ này mình cầm rất là vừa tay. Những cái con bọ nhỏ như này thì mình chủ yếu dùng trên mặt và vùng cổ vai gáy. Đó. Và tiếp theo, đây là con bọ lớn. Bọ lớn. Thì con bọ lớn này ấy, thì nó có cái kích thước là đường kính là 10 cm, nặng 135 g, nhựa cao cấp và đầu đinh inox. Đó. Thì cái công dụng của nó là chà trên vùng lưng, bụng, đùi, làm lưu thông khí huyết mạnh, làm tan mỡ bụng, làm nóng người. Có thể dùng khi đang tắm, có thể giúp làm tan mỡ bụng, tạo eo thon gọn. Thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chà như thế nào. Đấy, thì mình sẽ chà như thế này. Đấy, chà như thế này. Hoặc là mình chà như thế này. Cứ đau chỗ nào mình chà chỗ đó. Mình sẽ chà trên vùng mặt này, đầu này, trán này, vai, tay, lưng, bụng, đầu gối này. Đau chỗ nào làm chỗ đó. Mình sẽ chà trên vùng cổ vai gáy nữa. Đây. Chà trên vùng cổ vai gáy. Đó. Lành cái bọn nhỏ này. Bây giờ con bọ to này. Bọ to này. Các bạn sẽ chà làm giảm béo như thế nào. Đây. Các bạn có thể chà lên xuống như thế này. Chà ngang như thế này. Đó. Chà ngang như thế này. Đấy. Thì các bạn cứ đỗ lúc nào các bạn chà đấy. Chà là khoảng 20 phút, 30 phút. Khi nào nó nóng ra vùng này lên thì nó có tác dụng là làm giảm béo. Hoặc là mình sẽ xoay tròn như thế này. Đấy, xoay tròn như thế này. Đấy. Hoặc là mình bị đau dạ dày thì mình sẽ chà tới vùng dạ dày này. Tác dụng là giảm đau rất là tốt. Đó. Tức là cái công dụng của cái con bọ này dùng trong làm đẹp, trong giảm đau, trong giảm béo. Đó. Ngoài ra cái công dụng của cái con bọ lớn này có tác dụng rất lớn là gì? Là chữa cái thằng lạnh bụng. Lạnh bụng này nó sẽ gây ra cái tình trạng là gì? Kinh nguyệt không đều này, ăn không tiêu này, đầy hơi này, rồi hiếm muộn này, tại vì bụng lạnh mà. Thì mình sẽ bôi đậm dầu cao từ cái vùng xương mu này đến tận đến cái xương ức này này. Rồi mình sẽ chia đoạn ra, mình sẽ dùng con bọ này mình chà độ khoảng 60 tiếng đếm, chà qua chà lại như này, chà trên này nữa. Mình sẽ chà mỗi ngày một lần như vậy vào buổi tối trước khi đi ngủ, trong vòng một tuần thì bụng nó sẽ ấm trở lại. Đấy là cái công dụng của con bọ này. Đấy, hoặc là các bạn mà bị đau mông, đau đùi hoặc là bị tràn dịch khớp gối, tê chân, tê đùi thì các bạn dùng con bọ này các bạn chà. Ngoài ra nó mình chà theo một hướng từ gót chân hoặc từ các ngón chân về phía tim ấy, có tác dụng là chữa giãn, tắc tĩnh mạch. Đấy là hai con bọ này.